Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Vâng, cháu là Huân đây. Hiện tại thì Huân đang làm trong lĩnh vực thuốc nam, và ngày hôm nay thì Huân sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề tiểu đường. Tiểu đường thì chúng ta sử dụng những cái loại nào, thì video lần trước thì Huân có chia sẻ cho các cô chú rồi, mọi người rồi. Đó là cái trị tiểu đường từ cái bũ phổi, và trị tiểu đường từ ngay chính những cái vị thuốc trong nhà chúng ta, thì Huân có chia sẻ cho mọi người để mọi người tham khảo, bởi vì thực tế là có rất nhiều phương pháp để mình có thể điều trị cái bệnh tiểu đường. Chúng ta hiểu và chúng ta điều trị cái bệnh tiểu đường một cách nó đúng và nó hiệu quả và lại không tốn kém. Thì tiểu đường thì cơ bản là mọi người như này, mọi người phải hiểu nó cơ bản, cái cơ bản nhé. Đó là tiểu đường thì nó là liên quan đến cái vấn đề là cái chức năng mà nhận được cái đường cái gọi là cái tiết insulin ấy, nó bị hỏng, đúng không? Thế nhưng mà mọi người cơ bản mọi người hiểu như thế, chứ không phải là chúng ta thừa đường nhé. Bị tiểu đường không phải là thừa đường, mà bị tiểu đường là chức năng mà tiếp nhận cái đường của chúng ta là bị hỏng. Đấy, thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta có thể điều trị bệnh một cách tốt hơn. Đồng thời chúng ta phải hiểu là đường có hai loại là đường đơn và đường đa ấy. Thì chúng ta phải hiểu để chúng ta có thể là ăn cái gì, nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì. Nên ăn loại đường nào, không nên ăn loại đường nào. Đường ví dụ như cái đường kính trắng nó khác với lại cái đường từ hoa quả, bà con nhé. Đấy. Còn cái video này thì Huân sẽ nói về cái vấn đề gì, đó là cái vấn đề là Huân sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cây. Vâng, trước mặt mọi người đây ạ, đây là cái cây thìa canh. Cây thìa canh thì nói chung là từ đấy trong rừng về. Đây là cây thìa canh ở rừng nhá, bởi vì là cái cây nó rất to. Cái cây rất to này là cái cuống của nó cũng khá là to. Đây mọi người nhìn này, cây nó to như này, dây thìa canh. Đấy. Đấy, hơi xa đây mọi người có thể nhìn nó không rõ lắm đây. Cháu có đổ vào đây một chút để cháu có chia sẻ mọi người. Đấy. Đây. Đây là cái dây thìa canh ạ. Thìa canh vị điều trị tiểu đường khá tốt. Thế nhưng mà trên thị trường có rất là nhiều loại thìa canh. Thế nên khi mà bà con các cô chú mua thì chúng ta nên chọn những cái loại thìa canh nó đảm bảo chất lượng. Đấy, bởi vì là nhiều khi chúng ta dùng những loại sản phẩm mà nó không có cái chất lượng tốt thì có thể lợi bất cập hại, tức là có thể ảnh hưởng tác dụng ngược đến bà con, ảnh hưởng ngược lại sức khỏe bà con. Và cái chúng ta làm như nào và khối lượng bao nhiêu thì Huân sẽ chia sẻ cho mọi người ở video này. Đây cái thìa canh có. Nhưng mà bên cạnh đó, ví dụ như các cô chú mà chúng ta bị tiểu đường nặng, bị lâu, đang phải dùng thuốc tây, thì khi mà dùng kết hợp với cái thìa canh này thì chúng ta nên kết hợp cả hai nhé, sử dụng cả thìa canh để ổn định đường huyết. Và chúng ta cũng không nên ngắt cái thuốc tây, không nên ngắt cái thuốc tây, mặc dù là chúng ta có thể ổn định rồi. Thế nhưng mà chúng ta nên duy trì để tránh trường hợp là bị nó bị đột xuất, nó bị đấy, nó ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng, nó gây những cái biến chứng của tiểu đường, thì ảnh hưởng đến sức khỏe bà con. Và chúng ta nên nghe lời khuyên của những người có chuyên môn đấy, để chúng ta có những cái phương án xử lý tốt hơn. Đấy, còn cái cây thìa canh này thì chúng ta sẽ dùng như nào? Thì chúng ta lấy cây thìa canh về thì bà con lấy cho hơn là khoảng mỗi một ngày ấy, chúng ta có thể sử dụng trong thời gian tầm khoảng 1-2 tháng, và sử dụng cái liều lượng ra sao. Thời gian nhé, Huân xin nhắc lại là thời gian chúng ta sử dụng là khoảng 1 đến 2 tháng, và cái khối lượng dùng là như nào, tức là chúng ta sẽ dùng 100g cái thìa canh này. Đấy, cả cây, cả lá 100g, sắc với khoảng 2 lít nước, 100g sắc với 2 lít nước. Và khi chúng ta đun thì chúng ta sẽ đun còn tầm khoảng 600ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Chúng ta có thể uống trước hoặc sau khi ăn, cách khi ăn tầm khoảng 30 phút. Đấy, cách khi ăn tầm 30 phút để chúng ta uống. Thì nói chung là cái thìa canh này thì nó cũng rất là tốt. Đấy, và nó ổn định cái đường huyết rất tuyệt vời, và áp dụng cho rất là nhiều ở bệnh nhân rồi, và nói chung là không phải còn xa lạ gì nữa, nên là Huân không giới thiệu sâu quá về cái cây thì canh này. Hoặc nếu đấy, vâng, và sau khi cái cây thì canh này thì sau khi bà con thu gom về thì chúng ta có thể thái ra như này. Đấy, chúng ta cắt ra, thì đây là Huân có lấy về đây, như bà con nhìn thấy đây, bà con nhìn thấy đấy, cả một bịch luôn. Số này nhìn thì nhiều đi nhưng mà nó chỉ được khoảng chục cân thôi. Đấy, cây thìa canh rất to này. Đây, tại vì là cây thìa canh có nhiều loại, là thìa canh có thể là thìa canh ở rừng, có thể là thìa canh ở trồng. Đây là cái thìa canh rừng nên là cái cây khá là to, cái dây khá là to. Đấy, đây ạ, rất là nhiều. Đấy, một ngày chúng ta chỉ sử dụng khoảng tầm 100g thôi. Thì chúng ta chỉ sử dụng tầm khoảng mỗi lần đun thì chúng ta chỉ sử dụng 100g, thì hơn không một cái cân ở đây là tầm khoảng một nút như thế này thôi, không nhiều đâu, không cần nhiều. Chúng ta nên sử dụng đúng cái liều lượng nhé. Đây là cây thìa canh. Thì thìa canh này đa phần thì nó cũng rẻ thôi ạ. Nó rẻ thôi thì nó chỉ tầm khoảng 120.000 đến 150.000. Ở những cái chỗ đắt thì nó chỉ bán đến tầm khoảng 180.000 thôi. Đấy, thì như của cháu đây thì nó là cái thìa canh rừng và nó cũng rất là tốt. Thế nên là nó có giá tầm khoảng 120.000 đến 150.000 tùy
và nếu mà ở xa thì nếu mà gửi đi thì nó phí vận chuyển nữa. Đấy, phí vận chuyển bình thường một cân thì nó mất tầm khoảng 50.000, đấy thì nó cũng dao động tầm khoảng 180.000, rất là dễ. Chung là cái này thì rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường, nhưng chúng ta nên sử dụng theo đúng cái liều lượng nhá. Đấy, ngày đấy cháu cũng là rủi ro rất là nhiều cô chú ở các tỉnh ấy, thì về vấn đề tiểu đường mà mọi người sử dụng cái cây này đấy. Nhưng mà sử dụng chúng ta phải sử dụng là thứ nhất là cái cây thì canh nó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thứ hai là cái đảm bảo chất lượng của cái cây thì canh này thì chúng ta sử dụng nó mới có hiệu quả được. Đấy, đây chúng lấy một chút ra đây mẫu này. Thì ngày hôm nay cháu xin bớt chút thời gian của mình để chia sẻ với mọi người về cái cây thìa canh và cái liều lượng để chúng ta dùng, tức là chúng ta dùng khoảng 30 ngày, dùng 30 ngày mỗi ngày dùng 100 gram, pha với 2000, tức là 2 lít nước, 2000 ml, và sắc còn khoảng tầm 0,6 lít, tức là 600 ml. Đấy, chúng ta uống chia làm 3 lần, uống sau hoặc trước khi ăn 30 phút, tức là chúng ta ăn hoặc là trước khi ăn 30 phút hoặc là sau khi ăn 30 phút thì chúng ta uống cái này rất tốt, tức là ngày chia làm 3 cốc, mỗi cốc khoảng 200 ml. Đấy, uống làm 3 lần nha. Đấy thì bà con có thể duy trì uống 1 đến 2 tháng để ổn định đường huyết, và để mà tốt nhất thì bà con nên uống và theo chỉ dẫn của những bậc lương y, những người hoặc bác sĩ có uy tín, có kinh nghiệm lâu năm uy tín trong vấn đề điều trị để chúng ta có được cái phương án tốt nhất. Và chúng ta bà con nên chuẩn bị cho mình một cái máy đo đường huyết hoặc là đi kiểm tra đường huyết để đảm bảo chúng ta không nên quá cao, bởi vì tiểu đường mà bị biến chứng thì rất nguy hiểm. Thế nên là các cô chú anh chị mà có gặp vấn đề đường tiểu đường thì chúng ta nên có những cái phương án để giúp mình là tránh được cái biến chứng. Đấy, thì ngày hôm nay Hôn Chi chia sẻ mọi người về cây thìa canh. Thì cô chú anh chị nào mà có câu hỏi gì hoặc là thấy video hay thì có thể là chia sẻ cho bà con, chia sẻ cộng đồng và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa, để mọi người có thể là biết đến cây thìa canh này và có thể biết đến Huân, để Huân có thể là lan tỏa nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã yêu quý Huân, cũng như là giúp Huân lấy thêm động lực để chia sẻ cho mọi người những cái giá trị của mình. Xin chào và hẹn mọi người video sau. Xin chào tất cả mọi người.